Và bây giờ mình sẽ gọi điện cho mẹ chồng xem là hỏi xem tình hình mẹ chồng như thế nào. Đây là lần đầu tiên mình gọi điện cho mẹ chồng các bạn ạ. Rất là hồi hộp. Đây là chồng, bây giờ vợ chồng mình đang đi ra làm nông. Đang gọi điện cho mẹ chồng đây. Bạn từ xét xe á? Bạn từ xét xe á? Đang thi mạnh đi đã. Ông áp đau cô thử nhát xe ạ. Ông bà hàn đề. Nè, chỉ cầm đồ áp hay ạ? Mạnh đi nát xe ạ? 네, 다행해요. 엄마 많이 쉬세요. 지한이 이미도 어머니 어떤 절 하냐고 뭐로 밥이라도 맛있게 먹냐고 또 지한이 이미도 전화했어. 그래서 네 돈 보낸 가지고 내가 맛있는 거 사 먹는다 이러니까 어머니 없으면 또 연락하라고 그래. 민재 이미도 언니 아니 괜찮다 인지는 멀쩡해 이러니까 아이 그래도 이렇게 뭐 자꾸 사람 죽었다 겁이 나가지고 엄마 겁이 났어요? 겁은 안 났는데 아이 아파서 한 3일은 고생했어. 지금 다 나서. 하고 어지럽고. 엄마 언제 아버지 쉬는 날 저녁 다시 같이 식사하세요. 아이고 우리 마니가 나를 사주려고. 네. 아이고 이뻐라. 엄마 사 드릴게요. 그래 아이고 이쁘다. 네 엄마 맛있는 거 드리고 싶어요. 그래 아버지 내일 쉬는데 내일이요? 옥수수 귀를 줄라 하는데 네 그러면 내일 저녁 같이 식사하세요 그래 고맙다 네 엄마 오늘 아이고 이쁜 짓 하네 네 많이 쉬고 내일 만나요 아 그래 만나 네 Vậy là bây giờ gọi điện cho mẹ chồng xong. Nói thì không được nhiều lắm các bạn ạ. Mình thì tiếng Hàn không được giỏi lắm. Nhưng mà nghe có vẻ là cái tinh thần của mẹ mình thì cũng khá là ok. Lần đầu tiên thì gọi điện cho mẹ chồng cũng rất là run các bạn ạ. Cũng không biết nói gì, rồi là tiếng Hàn thì chưa được giỏi lắm. Nói nhiều khi còn sai. Mình cũng rất là lo lắng. Nhiều khi muốn gọi điện cho mẹ chồng, tuy nhiên thì cũng chưa gọi lần nào. Và đây là lần đầu tiên mình gọi điện cho mẹ chồng đó. Và mẹ chồng thì tâm trạng cũng cảm thấy rất là vui, tiếng nói rồi là mọi thứ mình thấy cũng rất là ok. Nói chung là khi mà mẹ chồng nhận điện thoại mà vui vẻ như thế thì mình cũng cảm thấy rất là vui. Và bây giờ hai vợ chồng đi ra ruộng và làm việc vào ban đêm. Vợ chồng mình thì thường đi ban đêm như thế này thì sẽ làm việc đến tầm 10, 11 giờ đêm thì sẽ về. Nạc khi ra gayo? 네. 고추줄 하려고 고추줄 해요. Xin chào tất cả các bạn. Và bây giờ là 7 giờ tối các bạn ạ. Và bây giờ mình đã đến ruộng ở đây. Vừa giờ thì đã gọi điện cho mẹ chồng xong và mời ngày mai sẽ cùng đi ăn tối. Và đấy là lần đầu tiên mà mình gọi điện cho mẹ chồng. Rất là lo lắng, tuy nhiên thì kết quả cũng rất là tốt. Và ngày hôm nay thì công việc của mình đó là làm dây buộc ớt. Nói chung là căng dây ớt đấy. Công việc thì không có gì là nặng nhọc lắm đâu, tuy nhiên thì hơi đau tay một chút. Ví dụ như là làm việc trong khoảng 2-3 tiếng thì cái cổ tay nó rất là đau, tại vì cần phải kéo cái dây này. Và bây giờ mình sẽ làm thử cho các bạn xem là cái cách buộc dây ớt của Hàn Quốc, đặc biệt là của gia đình nhà mình đang sử dụng. Và khi dùng ớt xong thì sẽ phải làm dàn, giống như là phải làm dàn dây cho cây ớt để cây ớt nó có thể lên thẳng và nó không bị đổ. Và đây là một trong những cái phương pháp người Hàn hay sử dụng. Và đầu tiên thì ở đây, đầu tiên thì mình sẽ phải buộc một cái đầu ở đây và căn theo cái cây ớt như thế này. Ví dụ như mình sẽ buộc nó ngang đến cái ngọn ớt như thế này. Nhà bạn nào trồng ớt thì chắc là cái phương pháp này không có lạ, buộc dây căng dây cho ớt. Tuy nhiên thì những bạn mà chưa trồng hay là ít khi trồng ớt thì đây có lẽ là một trong những cái trải nghiệm khá là thú vị.
thì đầu tiên là mình phải buộc một đầu cố định. Nhà mình dùng cái cây này để giảm cái tác động của lưng khi mà mình làm ớt. Ví dụ như không có cái cây này thì mình phải dùng tay như thế này, thì mình sẽ phải cúi rất là nhiều và đau lưng. Vì vậy khi mà dùng cái cây này thì mình có thể vừa đi thẳng như thế này và dùng cái cây này luồn qua những cái cây ớt như thế thì nó sẽ giảm được rất là nhiều sức và không bị đau lưng. Ví dụ mình sẽ làm thử. Đây, mình có thể vòng qua cây ớt như thế này. Và đây là cái cách mà nhà mình làm để cho cây ớt nó không bị đổ. Và khi mà đi xoa như thế này thì sẽ làm cho cái cây ớt của nhà mình nó không bị... Đây, cái cây ớt thì mình sẽ phải căng ra như thế này. Đó, sau khi vòng lại thì có thể đây vòng xoa le như thế này. Và đây là phương pháp mà nhà mình đang làm để cho cây ớt này nó không bị đổ đó. Thì sau khi xoa le như thế, mình sẽ quấn lại. Vì vậy cây ớt nó sẽ được cố định ở giữa cây dây, không bị đổ ngang, đổ dọc, đổ trái, đổ phải. Vì vậy cây ớt nó sẽ rất là thẳng như thế này. Đây là một phương pháp rất là tốt. Năm ngoái thì nhà mình làm một đường thẳng, sau đó là phải buộc ở giữa những cây ớt như thế này, dùng cái dây để buộc. Tuy nhiên thì năm nay không phải mất công buộc nữa và mình chỉ dùng một lần như thế này là cây ớt nó sẽ cố định ở giữa. Và đây là một phương pháp khá là ok và chồng mình đã nghĩ ra cái phương pháp này. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục làm cái công việc của mình đây. Và đây là cái đèn. Khi mà đêm tối thì mình có thể dùng cái đèn này để chiếu ánh sáng đó. Và cái đèn này thì là sản xuất từ Trung Quốc ấy các bạn ạ. Chồng mình đã mua ở trên mạng và để dùng để làm việc vào ban đêm. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục công việc của mình đây.